Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Người dân huyện Chân Thành, Bình Phước hăng hái tham gia chiến dịch hiến máu nhân đạo, chia sẻ của khán giả Đỗ Văn Trình từ số điện thoại 0168 3 số cuối 269. Hải Phòng, dân bức xúc vì bịt đường làm dự án khu đô thị nối đường Lạch Tray, cầu Rào 2, phản ánh của khán giả Duy Nghĩa trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Phú Thọ phơi sắn trên cầu Ngọc Tháp gây mất an toàn giao thông, phản ánh của khán giả Tuấn Dũng từ số điện thoại 0914 3 số cuối 389. Bình Thuận, bệnh viện đa khoa tỉnh xuống cấp nghiêm trọng, phản ánh của khán giả Mai Liễu từ số điện thoại 0916 3 số cuối 606. Điều trị cai nghiện ma túy bằng methadone, cơ hội nâng cao chất lượng sống cho những người nghiện, phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 3 số cuối 687. Mộc Châu đẹp tinh khôi mùa hoa cải trắng, chia sẻ của khán giả Minh Trí có số điện thoại 0906 3 số cuối 999. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng 26 tháng 11, hàng trăm tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân của 9 xã thị trấn trong toàn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã tới tham dự Ngày hội Hiến máu nhân đạo do Ban vận động Hiến máu tình nguyện huyện Chơn Thành tổ chức. Có mặt trong hoạt động này, khán giả Đỗ Văn Trình có số điện thoại là 0168 3 số cuối 269 đã ghi lại một số hình ảnh và gửi tới chia sẻ cùng chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ngay từ sáng sớm, hơn 600 tình nguyện viên tham gia chương trình đã được các cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy, khu vực miền Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc. Nếu đủ điều kiện mới được cho vào hiến máu. Trong ngày hội hiến máu tình nguyện này, ban tổ chức đã thu được hơn 250 đơn vị máu. Số máu này sẽ được chuyển về Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy để phục vụ công tác chữa bệnh. Việc hưởng ứng thực hiện Ngày hội Hiến máu tình nguyện là một hoạt động nhân đạo có ý nghĩa cao cả trên tinh thần hiến máu cứu người. Bên cạnh đó, nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trong các bệnh viện, chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 11 vừa qua, hàng chục hộ dân ở ngõ đường Dẹt thuộc tổ 1 phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã tá hỏa vì lối vào khu dân cư bất ngờ bị bịt kín để làm dự án khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen, cầu Rào 2. Điều này khiến cho việc đi lại làm ăn của người dân trong khu dân cư gặp nhiều khó khăn. Để hiểu rõ hơn về vụ việc này, mời quý vị và các bạn cùng đến với clip phản ánh của khán giả Duy Nghĩa trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng mới gửi về cho chương trình. Đây là hình ảnh thi công dự án khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen, cầu Rào 2 mà thành phố Hải Phòng đang triển khai trong mấy năm qua. Còn đây là ngõ đường Dẹt thuộc tổ 1, phường Dư Hàng Kênh đã bị bịt kín bởi những thanh sắt, tấm tôn chắc chắn cách đây ít ngày. Theo phản ánh của người dân, sáng ngày 24 tháng 11 vừa qua,
ban quản lý dự án cho máy xúc và công nhân bịt lấp toàn bộ lối đi chỉ trong khoảng 10 phút. Điều đáng bàn là việc làm này đã không được thông báo trước cho người dân. Mới chỉ có mấy ngày nhưng cuộc sống của người dân ở khu vực này đã đảo lộn. Trước đây, người dân đi thông ra ngõ 2 đường Nguyễn Văn Linh thì nay phải đi nhờ sang ngõ 147 phố Đình Đông của phường Đông Hải. Ngay tại cổng chào cũ vào khu dân cư này, người dân đã phải dựng cầu thang, bắc gỗ qua tường vây để đi qua khu dự án ra đường. Có một nghịch lý, đó là các hộ dân ở đây đã đồng lòng tự nguyện hiến đất, phá nhà, tường vây, mở rộng ngõ đường dẹt để xây dựng đời sống mới, phát triển kinh tế và tính đến chuyện phòng cháy chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra. Thế nhưng đường đã bị bịt thành đường cụt nên người dân lo lắng việc phòng cháy chữa cháy sẽ khó thực hiện khi có hỏa hoạn. Nếu xảy ra hỏa hoạn thì bây giờ chúng tôi người ở đây ô tô đi đường nào, làm gì có con đường nào vào đi. Bây giờ bịt chúng tôi vào, bây giờ bao nhiêu hộ dân không có đường đi, phải treo tường qua dự án đi. Bây giờ chúng tôi không thể đi nhờ các ngõ khác nữa rồi. Qua tìm hiểu từ người dân, khán giả Duy Nghĩa được biết ngõ đường dẹt có từ xa xưa. Người dân ở khu vực này có nghề trồng cây cảnh lâu đời, vì vậy hàng ngày có xe tải vào tận nơi để chở hàng. Tuy nhiên mấy ngày qua xe tải không vào được, người dân phải chở hàng vòng qua ngõ 147 để ra phố Đình Đông, cách đó gần 500m. Hiện nay do ngõ 147 nhỏ hẹp nhưng lại đông dân cư sinh sống, đi lại nên đất đá gạch vỡ từ việc mở rộng đường vẫn ngổn ngang chưa được chuyển đi. Người dân cho biết ngõ 147 vốn là điểm trũng nên vào mùa mưa thường ngập nặng. Phố Đình Đông cũng hay bị tắc đường vào giờ cao điểm. Trước đây khi ngõ đường dẹt chưa bị bịt thì mỗi khi tắc đường là người dân có thể đi lối tắt từ Đình Đông qua ngõ này để tránh ùn tắc. Trong thư gửi về cho chương trình, khán giả Duy Nghĩa có viết: khi tiếp xúc với tôi, quan điểm của các hộ dân trong ngõ đường dẹt là sẵn sàng đi nhờ ngõ 147, phố Đình Đông để ủng hộ dự án thi công, nhưng không chấp nhận việc bịt lối đi vĩnh viễn để làm khu đô thị. Con đường ngõ dẹt đã có từ lâu đời, bản chất đường xá phải thông thoáng. Vì vậy, không thể vì khu đô thị mà bịt lấp đường đi thành ngõ cụt, ảnh hưởng tới các hộ dân sinh sống lâu đời ở đây. Thưa quý vị, về vấn đề này, chương trình Góc nhìn khán giả sẽ làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Dư Hàng Kênh và Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân để làm rõ thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, thời tiết tại miền Bắc hửng nắng cũng là lúc cầu Ngọc Tháp nối liền giữa huyện Tam Nông và thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ được người dân trưng dụng làm nơi phơi sắn. Do cây cầu có mật độ giao thông rất đông nên việc này ảnh hưởng không nhỏ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên cầu. Đây là phản ánh của khán giả Tuấn Dũng có số điện thoại là 0914 số cuối 389. Mời quý vị cùng theo dõi. Cây cầu Ngọc Tháp có chiều dài khoảng 1 km, hiện đang được hàng chục hộ dân xã Hiền Quan và xã Vực Trường trưng dụng làm nơi phơi sắn. Năm nào cũng vậy, đến vụ thu hoạch sắn vào tháng 11 và tháng 12, chúng ta lại không khó bắt gặp hình ảnh người dân lấn chiếm lòng cầu làm nơi phơi sắn trên suốt chiều dài của cây cầu này. Theo người dân cho biết, việc phơi sắn trên cầu như thế này sẽ làm sắn khô nhanh hơn, thuận tiện cho việc vận chuyển. Ngoài ra, lý do mà đa số người dân đưa ra là do địa phương không quy hoạch được khu vực phơi, nên dù họ biết việc làm này là vi phạm đến an toàn giao thông, nhưng cực chẳng đã, họ phải tiếp tục phơi sắn ra đây. Theo ý kiến chủ quan của khán giả Tuấn Dũng thì việc tận dụng cầu Ngọc Tháp làm sân phơi nông sản đã diễn ra thường xuyên mỗi khi vụ mùa đến. Việc này đã ảnh hưởng không ít tới việc đi lại của người tham gia giao thông và đã có rất nhiều vụ va chạm xảy ra. Tuy nhiên đến nay vẫn không thấy cơ quan chức năng nào vào cuộc.
Anh Dũng cũng cho rằng, vì an toàn giao thông là vấn đề không của riêng ai, chính vì thế mỗi người dân phải tự nâng cao nhận thức của bản thân và ý thức được hành vi của mình đang gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Có như vậy, tình trạng mất an toàn giao thông ngày mùa mới được cải thiện. Cùng với đó, các cơ quan chức năng và địa phương cần tích cực tuyên truyền cho người dân để sớm chấm dứt tình trạng phơi nông sản sau thu hoạch trên cầu, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Sau 9 năm đưa vào sử dụng, hiện nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã xuống cấp nghiêm trọng. Công trình được đầu tư gần 80 tỷ đồng này liên tục phải nhận những lời phàn nàn từ người bệnh và thân nhân của họ bởi sự thi công ẩu và những điều nhếch nhác xung quanh công trình này. Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng đến với clip phản ánh của khán giả Mai Liễu có số điện thoại là 0916 3 số cuối 606. Nhìn bên ngoài, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận khá to và hoành tráng. Tuy nhiên, khi đi sâu vào bên trong, lẩn khuất trong các ngõ, ngách của bệnh viện là cái mùi ngai ngái, gây gây, khiến ai cũng phải rùng mình. Cái mùi đó bắt nguồn từ những phòng vệ sinh nhếch nhác, hôi thối, không được dọn rửa. Đi bất cứ tầng nào cũng có thể bắt gặp những thùng rác không nắp đậy. Rác ngập ngụa nhưng cũng không được thu dọn. Còn khu vực ngoài khuôn viên bệnh viện, gạch lát, bê tông bong chóc từng mảng. Thậm chí, nhiều nơi trong bệnh viện còn được cắm hương nhang, đèn cây để thờ cúng. Theo tìm hiểu của khán giả Mai Liễu thì ngay từ khi mới được đưa vào sử dụng, tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã xảy ra nhiều vấn đề bất cập, điển hình như là vì bệnh viện xây theo hướng Tây Tây Bắc và Đông Đông Nam, nên từ sáng đến chiều các phòng khám, phòng bệnh nhân, phòng hồi sức đều phải thay nhau hứng chịu sự thiêu đốt của mặt trời. Và để khắc phục, các nhân viên và người nhà bệnh nhân đã phải dùng giấy báo để dán vào cửa kính, tránh ánh nắng xuyên trực tiếp. Khán giả Mai Liễu cũng cho biết, bên cạnh những bất cập ngay khi xây dựng thì sau nhiều năm đưa vào sử dụng, bệnh viện đã bị xuống cấp trầm trọng gây ấn tượng xấu với người nhà và bệnh nhân khi đến đây khám và điều trị. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, mang lại sự hài lòng cho mọi người khi đến bệnh viện, chị Liễu kiến nghị các cấp các ngành chức năng ở tỉnh Bình Thuận cần sớm kiểm tra, đánh giá lại chất lượng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh, từ đó có những biện pháp tu sửa cũng như là chấn chỉnh công tác vệ sinh môi trường ở đây. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê, trên địa bàn của huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh hiện có khoảng trên 100 đối tượng nghiện ma túy chưa được cai nghiện. Khán giả Trần Mạnh Hải có số điện thoại là 0979 3 số cuối 687 cho biết, thời gian gần đây, Hà Tĩnh là một trong các tỉnh thành có điểm hỗ trợ điều trị cai nghiện bằng methadone. Việc này đang mở ra cơ hội nâng cao chất lượng sống cho những người nghiện là giải pháp hữu hiệu giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Mặc dù mới được triển khai, nhưng cơ sở cai nghiện ma túy bằng phương pháp uống methadone ở Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận và điều trị cho hàng chục lượt người đến cai nghiện. Với ưu điểm của phương pháp điều trị bằng methadone, không phải tiêm, không tăng liều, uống thuốc bằng nước siro, có tác dụng trong vòng 24 giờ trong ngày. Qua thực tế cho thấy, điều trị methadone ở cơ sở điều trị cai nghiện ma túy bằng phương pháp methadone ở huyện Kỳ Anh đã mang lại hiệu quả cao. Hầu hết người nghiện ma túy tham gia điều trị bằng chất thay thế methadone dần dần bỏ hẳn ma túy và tinh thần được cải thiện. Đặc biệt, chương trình methadone còn góp phần làm giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình người nghiện, hạn chế gia tăng tội phạm liên quan đến ma túy, góp phần ổn định an ninh trật tự.
Qua tìm hiểu, khán giả Trần Mạnh Hải được biết methadone là một loại ma túy hợp pháp, không phải là loại thuốc cai nghiện dùng để thay thế các loại ma túy dạng thuốc phiện như heroin. Bộ Y tế đã khảo sát trên 1.000 người được điều trị bằng methadone. Kết quả cho thấy sau 6 tháng điều trị, số người tiếp tục sử dụng heroin chỉ còn 14%, sau 12 tháng là còn 9%, sau 2 năm điều trị hầu như số người tiếp tục trích heroin chỉ còn chưa tới 4%. Tuy nhiên, khán giả Trần Mạnh Hải cũng cho biết thêm, hiện còn rất nhiều rào cản khiến người sử dụng ma túy khó tiếp cận được chương trình này bởi thủ tục để một người nghiện được công nhận là bệnh nhân bắt buộc điều trị methadone rất phức tạp, rườm rà và tốn rất nhiều thời gian cũng như tiền bạc. Theo ý kiến chủ quan của anh Hải, cần đơn giản hóa thủ tục hành chính cho đăng ký điều trị methadone, kể cả cho những người nghiện không có nơi cư trú ổn định. Bên cạnh đó, cũng như cần có chính sách khuyến khích các cá nhân, tổ chức ngoài công lập thành lập cơ sở điều trị methadone. Anh Hải hy vọng phương pháp điều trị này sẽ được nhân rộng ra nhiều địa phương trên cả nước để giúp cho người nghiện có thể tái hòa nhập cộng đồng. Trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mảnh đất Mộc Châu thơ mộng, nơi mà thời điểm này đang khoác lên mình một màu trắng tinh khôi của hoa cải. Có dịp đi công tác đến Mộc Châu đúng vào mùa cải trắng nở rộ, không thể kìm lòng trước vẻ đẹp mộng mơ của những vườn cải bạt ngàn. Khán giả Minh Trí có số điện thoại là 0906 3 số cuối 999 đã ghi lại một số hình ảnh làm kỷ niệm, đồng thời đã gửi tới cho chương trình Góc nhìn khán giả để chia sẻ cùng với khán giả truyền hình cả nước. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip của anh Trí. Tháng 11 hàng năm, khi những cơn gió lạnh bắt đầu tràn về, cũng là lúc Mộc Châu khoác lên mình chiếc áo choàng lộng lẫy màu hoa cải trắng. Thời điểm này, khắp các cánh đồng ở Mộc Châu đã phủ lên một màu trắng tinh khôi của hoa cải. Đó là lý do vì sao nhiều du khách, dân phượt và các nhiếp ảnh gia chọn Mộc Châu là điểm dừng chân. Hoa cải nở hoa trắng xóa, trải dài hút tầm mắt, khiến cho ai lần đầu chiêm ngưỡng cũng phải ngỡ ngàng. Thời tiết se se lạnh có lẽ là điều kiện tốt nhất cho hoa cải trắng nở rộ. Sáng sớm, những làn sương mù bao phủ trên cánh đồng hoa cải tạo nên bức tranh thiên nhiên huyền ảo, đẹp như trong cổ tích. Để đến khi tia nắng mặt trời nhô lên, từng hạt sương tan biến, trả lại không gian tuyệt đẹp, hoa cải đưa mình đón nhận ánh nắng mặt trời như những con người sáng thức giấc, tràn đầy năng lượng cho cả ngày làm việc. Dọc các con đường trong thị trấn, các bản ở Mộc Châu đều có thể bắt gặp những thảm trắng mềm mại của hoa cải, phủ kín hai bên đường đi, những sườn núi, lưng đồi và ngay cả xung quanh bức tường nhà của người dân trên bản. Đến Mộc Châu giữa mùa cải trắng, đắm mình trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, xen lẫn tiết trời se lạnh và bầu không khí trong lành nơi đây sẽ khiến con người ta nhầm tưởng như đang lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Trong thư gửi về cho chương trình, khán giả Minh Trí có chia sẻ: sau quãng đường di chuyển từ Hà Nội lên Mộc Châu khoảng 200 km, tôi và mọi người trong đoàn khi đó đã thấm mệt. Tuy nhiên, khi bước chân xuống xe, hiện ra trước mắt là những cánh đồng hoa cải trắng bát ngát đang nhẹ nhàng đung đưa trong nắng vàng, trời xanh, thì ai nấy đều như quên hết mệt mỏi. Tất cả đều ồ lên, không ngớt lời ca ngợi vẻ đẹp kỳ vĩ nhưng cũng đầy nên thơ ở nơi này. Như cùng một lúc, mọi người bắt đầu lấy máy ảnh điện thoại ra để ghi lại những hình ảnh làm kỷ niệm. Tôi lúc đó chưa vội chụp hình, thật ra có lẽ là do tôi vẫn chưa hoàn hồn bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trước mắt dường như đã hớp mất hồn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tôi say sưa ngắm nhìn từng bông cải trắng tinh, cánh hoa mỏng manh mang một vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa dịu dàng nhưng cũng đầy quyến rũ.
Khán giả Minh Trí được biết, đồng bào dân tộc trồng hoa cải để thu gom hạt cải già và bán cho các cơ sở ép dầu. Vì vậy, anh Trí lưu ý với những ai muốn đến đây khám phá phong cảnh thiên nhiên, thì thời điểm thích hợp nhất để ngắm những cánh đồng cải trắng lãng mạn nổi bật dưới ánh nắng vàng như rót mật chỉ kéo dài từ 2 đến 3 tuần của tháng 11. Mộc Châu mùa hoa cải trắng cũng là thời điểm vùng đất Tây Bắc đón một lượng lớn khách du lịch, đặc biệt là các phượt thủ đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngọt ngào của mùa thu Tây Bắc. Tuy nhiên, anh Trí nhận thấy do lượng du khách, nhất là các bạn trẻ tìm đến đây đang tăng mạnh, một bộ phận trong số đó chưa có ý thức cao trong việc giữ gìn cảnh quan, nên ở một số nơi đã xảy ra hiện tượng hoa bị dập nát, gãy đổ rất đáng tiếc. Khán giả Minh Trí hy vọng những đồng cải trắng mướt mải sẽ được mọi người cùng nâng niu, bảo vệ, để mỗi năm khi gió lạnh về, Mộc Châu lại được phủ trắng màu hoa cải, chúng ta lại có dịp được đắm mình trong thiên nhiên tươi đẹp. Thưa quý vị, ngoài những sự việc tai nghe mắt thấy, bắt gặp trên đường hay những tồn đọng gây bức xúc tại địa phương, quý vị khán giả cũng có thể chia sẻ cùng chúng tôi những cảm xúc, ấn tượng đẹp của cá nhân sau mỗi hành trình đã trải qua, hay như những tấm gương người tốt việc tốt xung quanh mình qua góc nhìn riêng của quý vị. Còn bây giờ, phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại những clip đã phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Sáng ngày 26 tháng 11, hàng trăm tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh và nhân dân của 9 xã, thị trấn trong toàn huyện Trơn Thành, Bình Phước đã tới tham dự ngày hội hiến máu nhân đạo do Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Trơn Thành tổ chức. Số máu thu được trong hoạt động lần này sẽ được chuyển về trung tâm truyền máu Chợ Rẫy để phục vụ công tác chữa bệnh. Chia sẻ của khán giả Đỗ Văn Trình từ số điện thoại 0168, 3 số cuối là 269. Sáng ngày 24 tháng 11 vừa qua, hàng chục hộ dân ở ngõ đường Dẹt thuộc tổ 1, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng tá hỏa vì lối vào khu dân cư bất ngờ bị bịt kín để làm dự án khu đô thị nối đường Lạch Tray với đường Hồ Sen, cầu Giáo 2. Điều này khiến cho việc đi lại, làm ăn của người dân trong khu dân cư gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của khán giả Duy Nghĩa, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Những ngày vừa qua, thời tiết tại miền Bắc hửng nắng, cũng là lúc cầu Ngọc Tháp nối liền giữa huyện Tam Nông và thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ được người dân trưng dụng làm nơi phơi sắn. Do cây cầu có mật độ giao thông rất đông nên việc này ảnh hưởng không nhỏ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên cầu. Phản ánh của khán giả Tuấn Dũng từ số điện thoại 0914, 3 số cuối là 389. Sau 9 năm đưa vào sử dụng, hiện nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã xuống cấp nghiêm trọng. Công trình được đầu tư gần 80 tỷ đồng này liên tục phải nhận những lời phàn nàn từ người bệnh và thân nhân của họ bởi sự thi công ẩu và những điều nhếch nhác xung quanh công trình này. Phản ánh của khán giả Mai Liễu từ số điện thoại 0916, 3 số cuối là 606. Hà Tĩnh là một trong các tỉnh thành có điểm hỗ trợ điều trị cai nghiện bằng methadone. Việc này đang mở ra cơ hội nâng cao chất lượng sống cho những người nghiện và giải pháp hữu hiệu giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều rào cản khiến người sử dụng ma túy khó tiếp cận được chương trình này. Bởi thủ tục để một người nghiện được công nhận là bệnh nhân bắt buộc điều trị methadone rất phức tạp, dườm già và tốn rất nhiều thời gian cũng như tiền bạc. Phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979, 3 số cuối là 687. Tháng 11 hàng năm, khi những cơn gió lạnh bắt đầu tràn về, cũng là lúc Mộc Châu khoác lên mình chiếc áo choàng lộng lẫy màu hoa cải trắng. Dọc các con đường trong thị trấn, các bản ở Mộc Châu đều có thể bắt gặp những thảm trắng mềm mại của hoa cải. Một màu trắng tinh khôi phủ kín hai bên đường đi, những sườn núi, lưng đồi và ngay cả xung quanh bức tường nhà của người dân trên bản. Chia sẻ của khán giả Minh Trí có số điện thoại 0906, 3 số cuối 999. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị từ chương trình. Đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD05i kèm theo 3 tháng thuê bao do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số VTC Digital tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật.
Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip chia sẻ cùng chương trình, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn, hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình, đó là 0904881414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.